Ba sai lầm mà ăn thanh long mà làm cho bạn không giảm cân như bạn nghĩ. Thì đầu tiên các bạn coi video ăn thanh long của tôi, các bạn nghĩ rằng là ăn thanh long mỗi ngày đều có thể giúp bạn giảm cân, nhưng cái quả thanh long về lý thuyết nó ít calorie. Tuy nhiên ở cái khía cạnh ở đây là bạn suy nghĩ trong đầu rằng là cái quả thanh long ít calorie, nhiều nước này nó sẽ giúp bạn giảm cân, mà sau khi bạn ăn thanh long rồi những cái bữa khác bạn lại ăn những cái món nhiều dầu mỡ, nhiều năng lượng, nhiều calorie khác, hoặc là một cái biến thể của các bạn. Sai lầm thứ hai là bạn biến thể đó là bạn ăn những cái granola với thanh long và sau khi đó là bạn còn chiên, còn bỏ thêm sữa, bỏ thêm đường, bỏ thêm rất nhiều món ngọt khác. Rồi bạn nhắn tin cho tôi, bạn hỏi anh ơi thanh long rẻ quá, em có thể ăn những cái món gọi là granola thanh long, hoặc là bánh thanh long, hoặc là gỏi thanh long các kiểu. Bạn ăn một cái khối lượng như vậy và bạn sai lầm thứ ba nó gây ra là bạn không tập luyện thể dục thể thao, thì cái quả thanh long đó, cho dù bạn ăn thanh long trắng hay thanh long ruột đỏ, nó cũng không thể giúp bạn giảm cân được. Quá trình giảm cân để thay đổi vóc dáng của bạn, bạn cần một cái chế độ dinh dưỡng được phối hợp đầy đủ bởi đa dạng các món ăn, và thanh long chỉ là một loại trái cây trong đó, nhớ nha. Và bạn phải còn tập thể dục nữa, chứ đừng hy vọng là bạn biết được một cái công thức rằng là với trọng lượng của bạn là bao nhiêu ký, bạn ngừng giảm về bao nhiêu ký, bạn chỉ cần ăn đúng bao nhiêu quả thanh long, không có cái công thức đó với bạn đâu, đừng có mơ nha. Ăn bao nhiêu? Nửa quả, nhưng mà không có phải với cơ thể của bạn, không có con số cụ thể và chính xác ở đây, tôi sẽ không ghi ra cho bạn.